Nè, sorry anh em nha, mình bị trục trặc kỹ thuật dưới đề cái vào phần mềm giả lập này, xài nó rất là bất tiện. Chả lẽ bây giờ mình quay livestream bằng điện thoại cho anh em coi, nó sẽ không đặt một comment cho anh em nữa. Mới vừa bị lỗi phần mềm giả lập kia này rất khốn nạn, nó tắt luôn cái phần mềm đi trong cái dữ liệu đâu lúc quay livestream ở trong bộ OBS đây, nên là hàng bắt buộc phải tắt. Đó có chứ cầm ca hãy không không quan tâm nha, em chờ xíu. Đã nói là bị lỗi rồi đi mẹ, mẹ có một gà đi tao à. Chị chết rồi hả? Chị bị lỗi mà em. Mẹ mấy thằng giật giật mày đéo khi nào vô game mà nó không mời mình, nó chết sao á. Bắn như rồi mà cứ thích mời hoài. Nóng máu. Anh em bên YouTube chắc phải đợi mình quay livestream và mình upload rồi. Mình chưa có đủ giờ bên Nonolai nữa, có thể anh em lại dậy mất một tiếng mấy à, mà đủ gì. Để mình mời anh em lại nha. Mình mới giờ bị lắc nha. Anh em nào muốn chơi gió polo mình cho mình CID để lại nha. Mẹ cứ ngày nào cũng mời mời ăn kẹt à. Mua nhân vật mới đi chị hả? Tiền đâu? Mày nạp tiền cho tao đi cho tao mua. Tụi bay nạp tiền cho chị đi để chị mua. Đưa thẻ Gena đây. Và vẫn đã không có tiền một xích đúng. Đã không có tiền một xích đúng gì đại gia. Tao đéo rảnh nha. Nhờ chị may mà nó có xin. Còn một không ba go hả? Tao đang để dành tiền tao mua quân đoàn nhá. Tao thích tiền để tạo quân đoàn. Mà tôi xin rồi. Mình còn một số nè, anh em nào có chơi không? Tạo cực ca đâu nè. Anh em treo wheel lên lên nào, treo wheel. Đừng để mình nhắc hoài nha. Hơn 500 polo rồi đó.
sắp đã hơn 500 polo rồi đó anh em. Không được rồi, em phải cho chị ID rồi. ID là số á. Như vậy cho nó nhanh, mình livestream còn tới 10 giờ mình mới đủ giờ nó online nha anh em. Tại vì nãy mình ra mình bị trục trặc cái thở mình nó tắt ớt livestream mình mới bật lại á. Cho ID vậy, ID dễ kết bạn hơn. Chứ đưa tên vậy nhiều lúc nó không có, nó không có nhận. Điệp ăn no quá bây giờ nó mới ở lên từ cổ luôn nè. Hãy kêu em nha. Đầu xanh mới nhảy cả ba không chịu, nó nhảy biệt thự sao nó chết rồi hả? Lúc có chơi không? Chị cho bọn sao lớp nè. Ủa? Thằng này mà là thằng nào vậy? Thank you Alexson đó, cho sao lớp bu lô nha. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you very much, thank you. Có không? Ok. Nếu có người nước ngoài vô đó mẹ, có ba vô loại giả nha. Ta đã bô lô cho mình rồi đó, ủng hộ luôn. Rồi online đi bốn rồi. Ồ mắt chụp cha bây giờ. Hello Harry đẹp em, mình xem cái gì cho tao vậy? Tao mắt chụp cha bây giờ đây Harry. Mày xem thì không xem, mày đi xem một xíu cho tao gì vậy? Mắt chụp cha bây giờ em không thấy vậy? Đây ai đi của chị nè, ID của chị nè mấy đứa. Ố, tặng bánh mì coi dạ được không? Biệt mẹ khi không đi tặng mình cứ tờ mà Harry nha. Đây ID của chị đây. ID của chị đây nè anh em. Em tên Tam hả? Ok. Anh em nào muốn chơi với mình chắc là phải đợi đợt sự sao nha. Chị mới chơi verify chị ừ. Chị mới chơi được mấy đợt một tháng nay rồi em. Lâu quá không coi chị like tặng chị hả? Ok Harry nha. Chị mẹ tặng đồ ăn không? Tặng gì đi, tặng shit. Người là thấy quá rồi. Nói ngày nào tao không chửi mày không phải là tao nữa. Trời. Cái kênh mà cái kênh này á, ngày nào không chửi là không phải kênh của thằng Anna nữa. Là thằng có cái con nào khác á. Thấy kêu tặng CC nha. Cái này ông Titi hay tặng lắm nè. Titi bây giờ tặng lá cờ Việt Nam không à. Anh em ráng tặng nhiều cái cư lên nha. Ok giật cướp. Ây da cái gì vậy? Đẹp lớp đồ anh em ạ. Lớp đồ. Nó bỏ em đi lớp đồ mà cái chết nó chết tiếc hả? À. Kệ đi chơi cái game này á, nhiều bọn xúc vật nó bỏ mình lắm. Chửi hoài à. Mày nghe tao chửi riết rồi mày bị diễu rồi mày ghiền tao chửi không vậy? Chị có người yêu chưa hả? Em đón xem là chị chết có chưa? Đón xem. Đón xem. Tại có thời án ca mới đi theo giết nó hả? Ờ. Tại lúc nãy là chị bị lát sạch chim. OBS nó không nhận được cái phần mềm giáo lạc đi. Chịu. Ê! Cái mặt tao mà ra đường ra chai theo đầy nha con. Ê cái quần xì. Cái mặt này mày ra đường ở chai nó nhìn tức tức tớm lưỡi nha. Hello Long. Đừng bảo chuyện mày ế. Tại người ta không có ấy rồi nên không biết quý mình thôi. Chị mày mà ế chắc trời sập quá con. Chị mày ra đường một phát thôi cha để nhìn tin tức tức liền. Ôi có người á.
bô lại vậy chẳng sao chứ. Chị nhớ là mà cầu hẹp bô lô mình chưa? Bô lô đây mình mới kết bạn nha. Chị mày mày ra đường á, đào cái ông mới nhìn á. Thằng tàu thửa mà nó còn nhìn chị mày nữa là biết rồi. Hôm bữa mấy đứa nhớ cái đợt mà chị đi Mũi Né 2 ngày không? Nhớ cái quần. Chị mày không bao giờ nó xạo nha. Ê chết 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 chết. Có người nha, bên kia bên đây nè. Ờ tay kêu Harry tạo hoài nha. Cây bị nói nó cay kệ đi
Tôi nói mà ông không nghe là ông có chồng tôi á nha. Việt Nam nó là làm nha. Tôi là có câu Việt Nam là nó là làm á, tôi làm được cái gì là tôi sẽ nói. Còn không làm được thì không có nói nhá. Mấy bạn không biết tính tôi mà. Mà nó khi nó nói cái gì ra là tôi sẽ làm. Livestream mà kỳ kêu vô á, chị xem lên cái cọn này á, đứa nào muốn vô thì vô chứ. Đâu cái phòng livestream là chị nói chị làm việc phòng nó rơm ẩn mà mấy đứa dùng chị. Khi nào mấy đứa có rô lét cao á, có rô lét cái rô lét là phòng livestream á, lúc đó mấy đứa mới được vô, còn không có là không có được vô đâu, chị khóa rồi mà. Khi nào mà có cái Rolex nào cao cao á mới được vô. Em bị cấm vô à? Phải cơ quan chạy vòng vòng này hả? Đẹp. Đó, anh em mà coi là coi cô xin mà không hỏi nè. Chẳng sao cho cô xin chấm, không cho mấy ông chấm nữa đâu. Chấm không phải cứ. Ok quốc. Còn anh em nào mới mới mà muốn chơi với mình á, nhớ follow mình cho mình một cái ID để lại nha. Hello Khoa Nguyễn. Em mày chết 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 trước nhận cức bây giờ hả? Rồi bật bình luận cách to này. Hello em. Welcome to my channel. Chị ở đâu hả? Chị là người Sài Gòn nha. Chị là người Sài Gòn. Chị là người gốc miền Trung nhưng mà ở Sài Gòn từ bé rồi, cho nên giờ có cái giọng vậy này, giọng hai lai giữa miền Nam và miền Trung nè, giọng hai lai luôn, giọng hai lai. Em nợ tờ hả? Nợ tờ là cái bé gì? Hai good 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 job. Bình Dương hả? Bình Dương vậy là gần chỗ chị đó lúc rồi. Bình Dương vậy là gần chỗ chị á em. Em vô Discord đi. Nha Trang hả? Nha Trang xa phải nồi. Có chưa một lần nào đi Nha Trang cả. Mai mốt có dịp sẽ đi Nha Trang đi làm review và làm vlog nha. Làm vlog và đăng lên kênh YouTube. Anh em nào muốn coi lên kênh YouTube nha. Kênh YouTube của chị là vừa livestream game, vừa làm vlog. Ok, có cái gì á thì thằng sẽ đăng ra hết. Ôi ngu kìa. Cứng hả mày? Cứng à? Hay quá con xin ơi. Giống bài như con trai khi mà á. Bé phải con trai nha, tụi là gái 100% nha. Tôi là gái 100% nha, tôi không có bị đét nha. Đừng có so sánh tôi với người khác. Tôi ở Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn cũng mấy. Đi Gia Trang là đi phim Pelet hả? Nha Trang hả? Đây có một việc đầu đó thằng sẽ đi Nha Trang, anh yên tâm đi. Tại á thằng có người nhà chi gia đi chơi đi du lịch á, họ nói rồi, họ hứa rồi khi nào á mà họ đi du lịch á họ sẽ báo cho thằng biết. Họ sẽ báo cho thằng biết rồi thằng sẽ được đi du lịch anh em ạ. Chứ không phải là cứ suốt ngày ở nhà rồi livestream rồi chơi game vậy là không tốt, nó không có tốt sức khỏe. Tại vì hàng á không được khỏe như người khác. Đây á chị ơi, cài ranh hả? Chị đang cài ranh mà 800k một vé phim Pelet hả? Phải luôn 800k bằng nửa hơn tháng lương của chị đó. Né đồ đâu? Trong khi đó mình làm là đô la có 40 đô. Tập thử 15 đô nữa rồi 55 đô. Nghĩ sao bỏ cho 800k rồi với cái đó. Đi. Anh em đô đét cho mình đi rồi mình đi. Đầu lâu. Hoặc là anh em mua show á, mua show của đô la á, sao gọi tặng quà cho mình đi.
Ở kim cương đi, mình là nhớ kim cương đó, mình rồi mình đi. Đi miễn phiêu cho. Không lâu. Em đi vui đó mà. Em có điều kiện thì em đi, chứ chị có điều kiện đâu mà chị đi. Phiêu phê nó. Phiêu phê lát hả? Trời lạnh quá em ơi. Anh em nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc áo ấm vô nha. Từ từ đi. Ủa có xin chết mẹ hả? Mày nãy giờ anh em không nói mình cũng quên á. Nãy giờ anh em không nói mình cũng quên đó nha. Thiệt con nhìn ơi. Thánh kêu bờ cờ xé đắp bao lâu nha. Thánh kêu sao mà thánh kêu chết bây giờ. Ok bây giờ mình sẽ mời một bạn. Có đứa hủy bao lâu hả? Đứa nào? Đứa nào nói tên chị đi, chị phá mở nó luôn. Em muốn coi có nói tên đi, có nói tên đi. Chắc tụi nó cay gì quá nên nó vậy gì vậy. Chà, ông ngó hàng phải nhờ sao lớp kia dọc cô mời. Cô mời, cho chị tên đi cô mời. Tên ra thì mai em. Nhờ sao lớp đi, khổ quá. Ok anh em đợi xíu rồi mình đi tìm á. Thánh hả? Không có. Đứa nào hủy bộ đồ vậy Quốc ơi, kiểm tra tên giúp chị nha. Em là mod đây. Em hả? Nhập quân tên gì em quên ơi. Đưa tên nhanh lên nhanh lên lên. Ý là tên của Nhật Bull á. Cho Bull một sao lót nha. Bạn khác nhìn sao lót một bài và bạn Bull nha. Tại vì chị còn livestream tới 60 phút hơn nữa mà. Anh em yên tâm. Hồi nãy là ớt đột ngột livestream chưa đủ giờ. Phải là đủ giờ 7:04 ha. Nhật Bull chỉ chơi được một gián thôi nha. À, chị mời em rồi đó. Ok, chọn sao nha lốt, chọn sao chị sẽ mời em. Chọn sao nha. Còn Nhật buôn má chơi rồi thì nhờ sao đó cho bạn khác nha. Đó, chị mời rồi đó, như lẹ đi, mất thời gian quá em ơi. Rồi. Chơi kỳ này là phải đi theo đồng đội nha, cấm, cấm chấm đồng bậy đồng bạ nha. Chết, đéo có ai cứu đâu á. Tại vì mấy ông nó không có vô Discord, không có vô nói tôi gì hết, làm sao tôi nói, tôi cover mấy ông. How to mà cover luôn á. Rớt gió đưa chị tên nha. Chị Long Long bị não cá vàng em mà. Em thông cảm. Hoa Nguyễn Mai em chơi nha chị. Ok Hoa Nguyễn nha. Hoa Nguyễn đã polo chị chưa? Có người giờ mới là đòi hủy polo chị rồi đó. Chị mà biết tên thằng nào là chị ba chết mẹ luôn á. Mẹ chơi được không chơi vô được thì tức mẹ ra kênh nha, làm cho bẩn thỉu. Cây là cây rồi làm gì nhau. Ở ngoài đời á, không đụng tới một gót chân mà của mình hết á. Đừng có vô kênh mà sủa dị dục đó. Ở ngoài đời á, có chị thích mấy đứa đụng tới chị luôn á, thử đụng đi là biết. Ok. Cô xin lại chẳng sai nha cô xin. Đây cô xin đang ở trong trận mà. Em bao lâu chị từ tháng 7 rồi. Ok thích kêu khoai nha. Rồi ok đó xíu rồi cho khoai cũng một sà lót. Cho lốt một sà lót. Ông ngó hàng nhường sà lót nha. Ông ngó hàng nhường sà lót nha. Dành sà lót chứ đập một trẻ hoài à. Đừng có chập chỗ đó nữa. Mẹ. Chấp chỗ chết rồi. Ý mày đặt cây gió. Có ý của mình đặt cây gió. Mai chơi cũng được, mai chơi.
Mai cũng được, chị còn livestream mà. Cứ mỗi tháng là chị livestream 20 ngày, 60 giờ. Vào lúc 19 giờ trên mỗi ngày trên kênh Mình Online. Bạn nào á ủng hộ được á, treo view được á thì ủng hộ nha. Sau trận này em chờ slot cho mấy bạn em ngủ ha. Ờ nhớ treo view chị nha, cô xin đâu. Để điện thoại á, treo view. Treo view giúp chị đi. Chị cũng gần đủ giờ Mình Online rồi đó. Có người nha, cẩn thận đấy anh em. Máy mạnh nha chị, bị lỗi chị tải nha, máy mạnh tải nha chị, không bị lỗi mic cả. Không được em ơi, Nonolai nó bắt yêu cầu quay livestream bằng phần mềm này nè, không có tải phần mềm khác được em ơi, đừng có gửi lên nữa nha, đừng có gửi lên tầm bậy tầm bạ nữa nha. Nonolai nó phát hiện ra là nó đang khá mở cơ đấy. Còn nó không cho chị livestream thôi. Anh em nào treo view được cho chị thì cứ treo view ủng hộ chị nha. Một view có mấy đứa chị sẽ được tiền. Được tiền mỗi tháng. Là quầy vậy, thằng nào bắn tời. Mẹ mày. Ây da cứu. Nó yếu lắm rồi. Yếu. Cô xin ơi. Sao mà đi mỗi nước một nơi vậy? What the fuck? Chị chơi bằng phần mềm giả lập này là chị theo yêu cầu của Nono Online, chứ không phải là chị muốn chơi giả lập này. Còn mấy đứa nào mà biết xài phần mềm Discord đó thì vô, chị sẽ không có ban ra cái gì đâu, miễn là anh em mình có spam quá, đừng có gửi lên tầm bậy gì đó là họ sẽ không ban anh em. Thằng ba anh em là một là lý do anh em xem liên mà không xin phép. Hai là anh em lần lận cơ Discord, tại vì Discord là vốn là ít người rồi, chứ không phải là đông người như mấy đứa nghĩ. Nhưng mà đông người quá một mình chị hả sẽ không quản lý kịp. Đông người quá chị sẽ không quản lý kịp, vì vậy là cho nên là mấy đứa ủng hộ được ấy cũng ủng hộ vô chơi chị pho chat có comic chat thì vô nói chị nhá. Chị nghe tên giọng của đứa là Việt Nam thì chị nha. Mà hai thằng luôn có lồn. Đặt ra mô thì chắc chắn không kìa. Hay mất cô xin ơi. Mày này chỗ lồn thì nào bắn cô xin của tao. Hay quá, một mình hai mạng luôn kìa, tin không? Á, à, đồng đội mình chết kìa. Ê, 74 sắc hẻo rồi kìa. Cô xin ơi. 74 sắc hẻo rồi kìa. Qua cứu đi. Trời, địch mẹ chết luôn rồi. Sao tự nhiên team hết chết hết vậy trời. Ba con gà tải chết hết rồi. Anh em nào chết anh em ra kêu view đi. Anh em nào chết chơi với hàng rồi ra treo view đi. Ra treo view đi anh em ơi. Ờ rút vô đi. Tên rút là gì? Hello Konami. Hello. Hello anh em nào mới vào kênh nhớ để lại một follow. Chấm còn đỡ hơn ông nha. Ông chấm còn cái chỗ ba chỗ gì đâu chỉ có súng nó chết mẹ hết nguyên tim. À, cái này là đi lút tắt lẻ rồi mới chết nè. Anh em vào Discord đi, vào Discord đi. Miễn là anh em đừng có gửi lên lung tung mà được rồi. Tại vì gửi lên lung tung á, đã biết đâu được có virus rồi bắt tâm lum la. Anh em nói là cái kênh Discord của Hằng á là pirate nhiều vậy là không được, chứ không phải là Hằng không muốn cho anh em vào. Anh ta đúng không, kết bạn của em hả? Ok cờ để cho chị một polo nha, cho lại chị một id nữa để chị kết bạn gì để hơn.
Chứ đừng có đưa tên friend request, khó kết bạn lắm. Ui. Yes. Facebook chị tên gì hả? Facebook chị tên là Tô Thị Thu Hằng nha. Anh em tự lên search nha. Facebook chị tên là Tô Thị Thu Hằng, biệt danh là Hằng Hana nha. Mấy đứa nào tìm được thì mấy đứa đó nó nhớ nó tên. Nhớ nó tên mình là ai thì chị sẽ kết bạn với người đó. Ok, từ từ. Ok, bà cô xin đã nghỉ rồi. Anh em vào nha. Anh em đợi chẳng sao à. Bạn cờ nơ bên với bạn chơi á thì bạn sợ phải vô lô mình nha. Còn một phút quảng cáo nha. Muốn chờ đợi tầng sau nha. Sao quay gì ghê vậy? Không có quay gì đâu. Đâu có quay gì đâu, phải không?
đừng có chấm chỗ nó nữa, trời ơi đông lắm. Đã bắn già còn phát chấm. Nhờ nhỏ này hết quay hả? Nhỏ con chặt. Mẹ mày nhỏ hơn anh tao đấy, bớt sủa đi. Mày coi không được kênh tao thì bấm qua kênh khác mà coi nha. Tao đéo cũng phải nhỏ gì tụi bay đâu á, bớt hẩm lồm á. Thằng lồm khương vả mày nè, toàn nó mấy câu xúc giật không à. Mày không bán cũng muộn. Tên mà nó không có bao giờ bán vô tội phạm mà không có biết chuyện gì xảy ra đâu. Anh em nào biết ý thức á là mình sẽ không bán. Còn anh em nào xúc giật quá là mình bán ráng chịu, đừng có ý chí tồi gì với mình nha. Hello, welcome máy bắt, máy tôi trên à. Có người nước ngoài vào cờ nữa đó. Quay cái con mẹ mày chứ quay. Vô kênh hỏi sầm lồn tàu lao là thấy đéo ưa rồi. Đánh lồn lắm, nếu có chuyện gì làm thì lo kiếm tiền phụ giúp cha mẹ đi, phụ giúp người nhà đi, chứ đừng vô sầm lồn. Tao đang còn ghét kiếm tiền, tao tự lập, tao sống bản thân, tao tự sắm sửa tất cả để tao làm gì cho tốt hơn, chứ không phải vì tụi bay ăn không rồi rồi đi bắt bẫy người ta nha. Đánh lồn nếu có chuyện gì làm hả? Nhỏ tuổi hơn tao á, đừng có bố láo bố liếu. Ra ngoài đây tao xẻo chim nha. Xẻo chim có ngày á. Chờ cái mặt tao ra nha. Ôi mày nói thật đó. Mày ngục. Chết mày đi con đỉ. Dám bắn em tao. Ủa gì bạn ơi, cay không? Đâm dâm ba mấy thằng xúc giật như vậy á, tao bắn cái đèn nhỏ. Coi chừng nha mấy đứa, còn đấy. Một tim nha. Chứ không phải có hai ba thằng vậy đâu. Cực kỳ ghét mấy cái thể lộ mình vô ốc chó não bò vô sủa cơ lắm anh em. Nó con gái này thế kia, hỏi chỗ này thế kia, trong khi bản thân bé làm được cái sự gì hết. Đi hỏi suốt ngày cứ vô kênh. Hôm trước có thằng vô còn nhắn tin nữa, tin nhắn vô nó chửi qua cái nick của tao, nick online của tao là tầm tao chửi cho băng cái cây. Trời ơi cây lắm. Hay lắm các bạn ơi. Các bạn con nít tranh hãy mở cho sạch ơi. Về nhà bú sữa mẹ đi nha. Các bạn đấy có tuổi đâu. Mình cái tuổi của mình bây giờ sẵn sàng đó làm mẹ luôn rồi đó. Là mình không thích thôi. Tuổi của mình bây giờ sẵn sàng đi lấy chồng, sẵn sàng làm mẹ người ta luôn rồi đó, chứ không phải là ngồi đây livestream đâu nhá. Tuyên bố với mình tụi bay một câu lại vậy luôn. Tại không thích thôi. Hello anh em nào mới học kênh nha. Hello. Ok thôi mày. Đợt sau đi. Đợt sau ra chơi với chị nha. Đó anh em thấy chị bắn mù mắt rồi đó nha. Không phải là chị giác. Là chị á muốn cho mấy đứa hiểu á, vô con cơ streamer phải biết ý thức vậy thôi, để là đỡ có bị người khác chửi là mình là dân ngu học. Ôi hello Andrew, anh em nào mới vào cho mình xin một polo nha.
là gắt thì chị chỉ muốn nói để cho mấy đứa hiểu á. Rồi vô coi stream mau phải ý thức dùm, đừng có xúc vật như vậy mãi rồi không hay. Người ta sẽ bảo cho mình là ờ cái thằng này á, nó đi học cái lắm vào, nó ăn học cái lắm vào rồi nó chuyện không biết cò. Mấy đứa có muốn bị chửi như vậy không? Nói chung là đéo nó có muốn bị chửi như vậy, mình là người có học mà vô cơ người ta ấy, ít nhất có cũng phải bị ý thức. Tại vì người ta là cái nghề này á, đôi khi cũng phải bị chửi. Hàng là người ở ngoài đời ấy còn dễ tính chứ không phải mày. Hàng ở ngoài hàng dễ tính lắm, không phải khó tính đâu. Anh em mà hiểu cái hàng á là được à. Đừng có chạy trâu, đừng có toxic gì hết. Chơi chung game với hàng á là phải dạy ý thức một tí là vui rồi. Thằng này giàu thế. Hai em có mắt hia. Ôi mấy thằng này giàu quá luôn. Chị nhanh sao vậy, chơi đi đợi chẳng sao có sờ lót mà à. Đi ngủ hả? Ok em đi ngủ đi, nhớ treo wheel cho chị nha. Nhưng sắp đủ giờ rồi mấy đứa ạ. Ráng treo wheel đi, gần sắp đủ giờ rồi anh em thương mình đó, hẹn anh em treo wheel giúp nha. Mục tiêu của anh em là sẽ có thể được tiền của Nonolai đấy. Hai kêu rồi, dâm ba thằng sầm rồi. Mình nha. Cứ treo wheel là được rồi, không cần anh em phải xem. Anh em nằm ngủ có thể đi ngủ. Thế ao chạy ngay đi trước khi bị bó đốt. Làm hết hồn, ở đâu có người. Ờ có người thiệt nè, ở cho ta có xác. Ai nha. Thằng nào bắn lén bố mày vậy? Ừ?
Thằng này hai kia rồi. Khoa Nguyễn có gì ngày mai chơi chung với Khoa. Bây giờ em chơi không được thì em có thể đợi ngày mai nhá. Ngày mai chị vẫn livestream nha. Biết sao chị không live buổi sáng không? Tại buổi sáng á, anh em á, đi học đi làm hết rồi là không có thời gian xem livestream. Tại cho nên á, live vào giờ buổi tối để tiện gặp anh em hơn. Tại vì buổi tối biết đâu anh em có thời gian rảnh ở nhà, anh em có livestream, anh em ủng hộ streamer, một phiếu của anh em Hằng sẽ được tiền. Chứ không phải là cái bút phiếu ảo là có việc có tiền nha. No, no, never. Ông màu nhà có. Làm cái nghề này á phải kiếm người thích mình xem mình livestream, chịu đựng người đó xem livestream của mình hay là không. Tại vì á cái nghề này á gặp người này người kia nó không thích mình, nó ghét mình, nó cũng triệt để mình. Đời mà cuộc sống mà đâu biết trước được điều gì xảy ra đâu, cho nên là mình cứ làm thì cứ làm thôi. Mình không sợ những thằng ghét nó ghét mình nó mà mình bỏ cái nghề này đâu. Đéo bao giờ nhá, tuyên bố luôn, cho dù có chuyện gì xảy ra cái làm cái nghề này á Hằng cũng sẽ làm, nhưng mà có thời gian mà đánh đổi Hằng sẽ quay nono làm như youtuber nha. Rồi vậy mày chị hỏi nha, cái nick có thể cái đích thật của em đâu dùm á, đích thật hay là nick fake của người ta đây? Tại vì chị mới nhận được thông tin á là hả có một bạn á, bị hack nick Facebook và dùng cái nick Facebook của người ta đi lừa đảo á, có phải vậy không ạ? Anh comment cho chị giúp đi, comment cho chị giúp nha. Thì chị không muốn bán vô tội vạ những mấy em mà nào mà hay có streamer, có ủng hộ streamer như chị á, mới vào nghề là có 1,5 năm trời rồi. Có xe hả? Ở đâu 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 đâu. Ôi, chị thích đi bộ hơn, đi xe nô hốt lắm em à. Chị thích á những bạn nào á chịu khó mỗi ngày lên kênh nono like treo view, chị vui lắm rồi, chị không cần gì cả. Vô treo wheel là vui rồi. Chị nói á, là có đứa dùng cái nick, dùng một nick nào đó đã hack nick cô của một nick Facebook của một bạn streamer cũng đọc online, cũng tên Nguyễn Lý Trúc Phương giống như em vậy á. Không biết nick em là có phải là thật hay là không, chị đang nghi ngờ. Nhưng mà em chứng minh á, em không phải là nick fake như cái bạn đó, thì em có gì á em chứng minh cho chị nhá. Chị không muốn mất đi một viewer nào thiện lành như mấy em cả. Tại vì á sống cái đời này á, tụi nó hay ghét mình, nó hay làm nhiều trò lắm mọi người, nó làm đủ trò ở trên mạng thôi, làm đủ trò trên mạng, nào là hack Facebook, nào là hack nick luôn luôn like mất mẹ cái miếng cơm của người ta. Chơi vậy làm cái gì vậy? Chơi vậy làm chi? Có ghê em tức cỡ thì ra ngoài đời gặp ngay người đó đối diện luôn, ba mặt một lời luôn, ok chơi tay đôi với mày luôn á. Mày muốn làm gì làm sao, mày ghét tao gì gì, ghét tao có ăn cướp của tao không? Nói chung là mày đéo hết rồi, tao không phải là tên em gì vậy? Chị tin em hả? Vậy hả? Vậy là em có thể đỡ tên được rồi đó. Nếu đây là không phải tên của em á thì em nên đổi tên đúng mất cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình ra là người ta sẽ không có nghi ngờ em. Em biết em là người thật, nhưng mà nếu tên của em là hả tên thật tên tên là gì đó cứ cứ nói tên mình ra chứ đâu, người ta thích tên của em sao? Đừng có dùng tên người khác, vậy làm dễ mất lòng tin lắm.
Hello Tường Nguyễn, hello Lê Phương Trinh. Đó mọi người, ai cũng nhận tên đích thật của mình cả. Chỉ có những thành phần sốc vật học đó là đỡ tên nó vô nó chửi mình thôi. À mấy đứa hiểu rồi đó. Còn chơi được không chị? Hình như là còn đó em. Chị chưa đủ giờ mà. Ở đâu vậy? Có một lô hút tập bắt. Có một hai kiếu. Rất một em là dễ. Ở bên Simonolai bị hack nick Facebook á, cái tên cũng hơi hơi giống giống em đó nên hơi nghi ngờ. Còn Nguyễn follow chị chưa? Follow cờ ca bắn chứ. Có người tên giống em đó, nó lợi dụng cái tên của em đó đi đi lừa đảo người ta đi hack nick Facebook đó em. Follow follow nha. Anh em nào mà không follow không kết bạn nha. Follow mình đi. Cho cho cover mình làm sẽ kéo lên ranh nó cho. Follow mình nha. Rồi mình thắt tim nha anh em. Nhận slot cho bạn khác. Bạn KK20038 mà follow mình chơi nhảy. Follow cường. Rồi bạn bạn kêu bolo mình đi nha, mình kiểm tra mà không có bolo bạn là coi chừng mình á. Thông tin chị vào alpha có đầy anh rồi của em mẹ của em hả? Sao bolo mình đi nha, mình kiểm tra không có bolo của anh em coi chừng mình đó nha. Có một rồi à, Rose ơi Rose chơi không chị cho một slot nè. Mình kiểm tra bạn nào mà không bolo mình là cái chồng mình nha. Còn đúng hai bolo nữa thôi là bạn em không bolo. Tiếc chứ mình một bolo chi vậy. Làm nhà làm chơi. Rồi nè. Không có bạn. Không có bạn K20038 là mình sẽ hủy các bạn. Hủy ngay lập tức. Rồi bạn Tường Nguyễn nữa. Bạn muốn chơi với mình phải bolo. Polo nó sẽ hiện vô đây. Nè hiểu không? Polo nó sẽ hiện tới trên đây. Những người danh sách mà hiện hiện Polo nè đó. Những người nào mà Polo mình nó sẽ hiện lên đây. Chị ơi em chị ơi tôi sẽ tìm nó tên gì á? Tôi sẽ tìm não. Chứ anh em mà có tiếng gì mình một Polo gì cả. Có một cái Polo thôi mà anh em cũng làm biến nữa. Thì anh em ra ngoài anh em làm ăn là sao? Lớn hết rồi đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Em bolo rồi hả? Ok. Cho chị ID giải các bạn hơn nha. Đẹp ông chơi nãy giờ nhiều lắm rồi nha Ngô Hằng. Tài Nguyễn, hello Tài Nguyễn. Bolo đi. Cho chị lên thân 500 bolo đi. Không bolo không kết bạn nha, mình đã nói rồi. Mình nói tiếng Việt chứ không phải nói tiếng Anh. Anh em hiểu gì mình cái. Mình nói tiếng Việt nha, mình là người Việt Nam chứ không phải là người nói tiếng người nước ngoài. Anh em mà còn không hiểu nữa thì anh em đặt đầu yên tiền giùm mẹ mình chơi nha. Thế anh em mà còn không hiểu á, anh em đặt đầu yên tiền giùm bà đi cho nhanh. Người ta nói vậy á, còn không hiểu nữa. Thôi chịu. Em cho rồi phải không? Rồi chị kiểm tra nha. Chị kiểm tra nha. Steam giống em hả? Chị đâu có đâu. Steam gì? Có con Steam ơi chút Phương. Tường Nguyễn có rồi nè. Còn bạn Tài Nguyễn có hay không nè. Rồi. Rồi lắm nữa hả? Lắm nữa nó có lừa đảo mình lắm anh em à. Thông tin anh em bởi vì một là anh em lừa đảo mình, hai là họ cứ bắt mình phải làm theo ý anh em. Mình theo ý anh em là anh em họ không đồng ý, anh em cứ chơi cái trò hủy các bạn hủy bolo. Ok, mình thích mình làm hết. Cứ làm đi rồi hả, mình sẽ hủy hết.
không phải mình đánh chó hay là cái gì, nhưng mà anh em phải biết trước biết sau. Rút tên này gì rút? Tao không? Chị mời Tường Nguyễn rồi đó, em vô đi. Tên Steam giống tên em tên gì hả? Chị tên, nick của chị là tên là Hằng Hana nha. Còn ID của chị nè, 12034 30661 nha. Còn nick Steam của chị tên là Hằng Hana luôn nha. Steam của chị đừng có để ấy thôi, chị ít cấp 7 với ai lắm, cấp 7 với thằng quen thôi. Tại Tài Nguyễn là chơi Bolo nha, chưa có thấy tên á. Tao đừng có xạo quần với mình nha. Mà đau đít thật. Vô suy, mắc nết, mắc chà bây giờ. Tài Nguyễn mình chưa thấy Bolo nha. Hello Thảo Thảo Giang. Cái kêu Thảo Thảo Giang đó Bolo nha. Đó, anh em hãy nơ gương bạn Thảo Thảo Giang. Thảo Thảo Giang vừa vô một phát là cái vô lô luôn. Không cần chị phải nói, không cần chị phải lý thuyết bài gì hết. Không cần chị phải lý thuyết bài gì hết luôn á. Rồi phô, nói là rồi phô. Rồi chị kiểm tra lại nha. Lắc tí nữa xong sợ rồi chị kiểm tra. Chị mua điện thoại để là làm cái này, không phải chị mua điện thoại về để lập cảnh nha. Rồi anh em đợi chữ sau nha, anh em đã chuyển sang nha, mình còn trận hai trận nữa mình sẽ up livestream. Anh em nào muốn chơi á thì để lại cái ID cho mình đi. Rồi chị kết bạn với Tài Nguyễn rồi đó. Tại vì á có những thành phần á nó bolo mình đã xong rồi nó hủy, nó chơi vậy vậy á, nó chơi với chó, nó chơi với ai. Mình bị không từ hôm bữa mình nói mình thông báo mình up livestream no live một tuần đã tỉnh nhửa rồi để livestream YouTube, livestream game ở YouTube chứ không phải là mình không có livestream. Tại anh em không có coi YouTuber của mình cho nên mình không biết chứ mình làm đủ 20 ngày 60 giờ là tự động sẽ up livestream no live để nghỉ xa hơi. Chứ anh em đừng có bắt mình phải livestream mỗi ngày cho nên like chơi có một con game chơi hoài à. Ok Tài Nguyễn hết trận này chị sẽ mời mình, còn sau đó chị sẽ mời nhé. Ngay chỗ đó đông nữa chết mẹ nữa nè. Anh em tự biết ý thức tự giác và molo như vậy á là streamer sẽ cho được tổng cái đồ để mình nhắc hoài. Thấy kêu à, em bắt là hay không muốn đâm bolo nha, thấy kêu đó anh em thấy chưa, người ta tự giác vào bolo mình luôn, không cần nói nữa. Mấy bạn nước ngoài cũng vậy nữa, người ta tự vào giác tự bolo. Hello Huy Võ, tự bolo mình đó, không cần nói cái gì hết là tự bolo. Như vậy là mấy người có ý thức đó. Ê, dành đời chị mày hả? Đó, anh em tự biết ý thức vậy đó, ai chửi gì anh em đâu. No, không có chửi mà còn khen nữa. Còn khen. Có người không vậy? Âu. Mấy kia mấy anh em nào đó polo nha, đặt hơn 500 polo. Mình sợ sáng nay mình phải đặt tới hơn 600 polo mình mới vừa lòng. Mình mới vừa lòng. Mày nè. Có người anh em ơi, phía trên có người. Ây da. Điếp. Hai thằng nè cứu. Mẹ luôn rồi cứu mày đó. Chị mở mít được không? Không em ơi, chị đang đồ giả lập cái xe đó. Chị mở mít không rồi. Mấy đứa nào á, phải biết sử dụng phần mềm Discord á. Vô Discord nha. Có Discord. Để tiện nói chị với chị hơn ở trong Discord. Bót cái đầu.
đầu mày chứ bớt. Coi được thì coi, không coi cút mẹ ra kênh tao nha mình Nguyễn. Rồi có vô đây mà cứ thể vô bắt bẻ tao được, mẹ mày có giờ chơi đấu ra đi xong lồn. Tao đâu đấu ra đi đâu, phải chơi đấu trường đâu bắt bẻ. Ok, anh em nào muốn vui với mình á thì anh em vô Discord, mình sẽ xét cái roulette là phòng livestream nha, có cái chữ livestream đó anh em có thể vào nhá. Anh em sẽ được vô roulette là biệt đội 2k nha, tại vì anh em còn nhỏ mà. Vô đây sư hô đại người lớn đàng hoàng nha, tại vì cái server Discord này á nhiều người lớn lắm. Hello đây ép nhóm nha, tại vì cái server Discord này á nhiều người lớn lắm anh em ạ. Anh em biết ý thức nhà mình á, hiểu biết ý thức nhà mình nha, đừng để mình chửi để mình ban. Cảm ơn em rất là nhiều. Như là bạn cái bạn là xuất học tập, như là bạn mình Nguyễn đó là mình ban đó. Không cần biết lý do các bạn vô để khen hay là chê, mình thích là mình ban thì thôi, anh em mình ý chí còn vô đỡ tên tao đâu có biết thằng mày mày chăm ba thằng Rain Fire. Tao bắn vậy đó mà cấp 1 2 kêu còn đỡ không, mấy thằng mặt lồn đi vô chơi game dùm phần mày thứ ba xong rồi biến mẹ mày có tên tao, biến mẹ mày ra kênh tao đi, có sổ cay không? Cay rồi làm được gì tao? Ờ, tủ lùn. Tao bắn gà mà có thứ 1 còn 2 kêu tục tụi bay bắn như cục chặt. Tụi bay vô sầm lồn như kênh tao làm gì? Cứ sầm lồn đi tao ban hết. Tao đéo sợ thằng nào cả. Tụi bay tuổi gì rồi tao sợ. Tụi sợ quá. Tủ lùn. Em hứa không bao giờ dạy chơi mấy nhớ nè. Đúng rồi, đúng không? Phải Thảo Giang tụi sống mà. Té tụi biết thằng mặt lồn nào nó vô nó sân si chửi mình hay gì. Cứ bàn phá mộng hết xong ra phải mời. Không có đủ solo, hiểu không? Bạn bạn Tài Nguyễn tên gì? Cho mình tên, please. Cho tên verify. Chị biết rồi, em cho chị tên đi từ ơi. Thảo Thảo Gia có chơi không em? Anh em nào không được mời anh em gái vô treo ghê giúp mình nha. Để mình giờ sò lót cho mấy bạn khác. Em bị đục lanh nè. Báo với chị là phải vậy rồi. Trung chưa thấy online nha, chưa thấy online không mời được. Ok Thảo Gia, chị cách bảy với em nhé. Ok đã cách bảy Thảo cho mai đi về không chị? Có em ơi, mai chị có like nha. Tại vì tháng này là đầu tháng 8, chị chưa có làm xong nên là chị sẽ còn livestream 20 ngày nè. Livestream 20 ngày đến 60 giờ nha, anh em ủng hộ nha. Chị mời được một người thôi nha, anh em tranh thủ mà tranh thủ dành slot cho mình nha. Mình mời ai thì mà vào thì mình đừng có nói mình. Thằng lúa sao mời hoài vậy, nhưng sao lót cho bạn khác đi. Em đặt thẻ 50k cho chị được không hả? Đập đập mắt. Được. Em thích thì em nạp. Hoặc không thì em mua thẻ custom đó, em để nó đi. Mua thẻ custom á. Bạn Thảo Thảo Giao nè, bạn lại nào online đi. Sẽ mời một bạn
mời rồi đó, anh em nào không vô mình mời bạn khác nha. Ok, các bạn Thảo Thảo Giang bắt đầu một trận nữa rồi. Còn một trận nữa nha, mình sẽ còn một trận cho các bạn nữa. Mình sẽ còn một trận cho anh em nữa, anh em yên tâm. Đủ slot rồi, đợi đi, khổ quá. Đợi không được thì đợi thì đi ra kênh, chị không có tiếng gì hết á. Chơi mà cứ không mới nhường nhịn nhau cái slot, cứ đòi slot. Chứ đâu phải chặt chó không muốn con chơi slot đâu. Bao nhiêu người còn đang đòi slot kia kìa. Chơi game phải biết ý thức chứ. Game thì có 4 slot, thằng nào cũng giành hết. Lấy đâu slot ra để chia cho tụi bay. Ta đâu phải là nhà sản xuất game đâu. Còn có chấm chỗ đó nữa. Không nhảy nhảy quá. Có chấm cho chỗ đó đông đông hoài. Chơi mình với mình chơi được với mình đó. Đợi được thì đợi, không đợi được thôi đi qua kênh khác rồi nha. Không có cầu giữ. Bạn nào mà cục xúc quá, đòi được không được á thì đi ra kênh khác, mà ủng hộ streamer khác mà chơi với họ. Từng có mà một việc có lý do rồi thả cái chơi hủy follow rồi xong đi qua bên đích mà nó chửi nha. Mai em chơi và sợ chị, giờ em ngủ ha. Ok em gà, em bắt gà nha, ngày mai chơi nha. Ngày mai em vào lúc 19 giờ mỗi ngày trên kênh online nha anh em. Trên kênh online nha. Anh em nào mà online sớm thì chị sẽ nhường slot tiên. Chứ thì mẹ đâu vậy. Còn cứ bắt người ta phải theo ý của mình. Ây da. Hello Rose. Mẹ nó nồng nổi như ông chơi chạc bán mỗi người một chỗ. Một team cho chị hả? Chị biết mà. Té có đứa nào cô bê luôn. Thằng ông nội kia thì đi cướp đồ cho khác. Té không mời ông nữa. Chơi mình luôn đi. Ok mấy đứa có chơi không? Chị mời ra nè. Mẹ đã bật cùng đồng đội rồi. Cũng đợi đội như kẹt. Thảo Thảo Gia có chơi không? Chị mời cho nè. Không quá lường quá, chắc đéo đâu có người gặp ông nọ kia còn trắng quá mấy chỗ đông đông nữa chứ. Sao? Sao mình chơi một mình? Em xuống không biết hả? Thì đó, bởi vì chị mới nói Thảo Thảo Gia có chơi không em ơi, chị mời cho nè. Rồi chị mời em ở Thảo Thảo Giang vô đi. Rồi tu đồ đẹp nha. Mình mời ngẫu nhiên bạn nào vào được thì vào nha. Em đi ngủ, em đi ngủ vẫn treo với cho chị được mà, đừng có tắt nha. Chị chơi hết trận này nữa chị ốp được là vừa rồi. Chơi hết trận này chắc đủ giờ rồi. Hello Quỳnh Ngọc. Hello anh em nào mới vô kênh xem stream mình á. Hello anh em, hello. Hello Nguyễn Tú.
có muốn chơi không? Chị mời nè. Đang có khoảng 2 slot. Chơi trận này nữa là trận cuối cùng nha anh em. Chơi trận này nữa là trận cuối cùng nha. Anh em kéo dài thời gian ra giùm mình nha. Đừng có chấm vô chỗ đông người. Chấm mấy chỗ nào vắng vắng á mà nó ít người á. Mình sống mình hình vô top 1. Chứ không phải là sống đi 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 hộ báo người ta. Mà Tú nè. Chị mời anh em nào vào thì anh em lọt vào đi. Còn một đoạn nữa Hằng sắp nghỉ rồi. Anh em ráng treo wheel với mình đi. Cuộc quá. Có vô hay là không?
Hello, anh em nào mới học kênh nha. Hello. Hello. Anh em nào muốn muốn nói chuyện với mình á, vô Discord nha. Vô đồ Discord. Ngày mai để team em kéo chị lên hả? Ok. Được thôi. Chơi. Ủa lồn mà bắn tao. Đó, thấy chị bắn được không? Có số bóng keo không? Hello Bảo Nguyên Nguyễn. Anh em chắc phải đợi ngày mai nha. Anh em nào bolo mình thì bolo mình đi. Chơi đầu PC á. PC bà bắn nó vậy là biết rồi đó. Chơi bằng giả lập nha. PC chơi giả lập qua phần mềm thay khe. Cho yêu cầu nó like thì phải chơi thôi. Tại vì nếu mà livestream game á, trên điện thoại á thì nó sẽ không có quay cam. Quay cam như thế này nè, anh em đang dẫn cam nè. Cái kia Bảo Huy Nguyễn lắp lên nha, thấy kêu. Tí nữa mình kết bạn với bạn, có gì mai chơi tiếp nha. Tại vì hết trận này mình sẽ up livestream mà anh em ạ. Sắp tới giờ rồi. Có gì hết ta? Em chơi rồi hả? Em thấy như thế nào? Tại do nhu cầu công việc bắt buộc cho nên mình mới chơi bằng quay giả lập mới sâu cao được như vậy. Chứ không là chị không có quay sâu cao kiểu này được đâu. Nó nó yêu cầu sao ấy, mình làm vậy thôi anh em. Muốn ăn tiền của nó đâu phải là dễ đâu. Mà anh em tưởng kiếm tiền mà nghề livestream này dễ mà. Béo. Béo bao giờ nha. Yeah, dắt hai. Chị ở đâu hả? Chị là người miền Trung nhưng mà sống ở Sài Gòn nha anh em. Chị là người miền Trung nhưng sống ở Sài Gòn nha. Đẹp chưa? Nhờ bo đi, nhờ bo đi, không tí bo đốt đâu. Anh em nào mà mình đã các bạn thì có gì ngày mai ta chơi nha. Thì là kiểu lai lai nhớ người miền Trung và Sài Gòn, cái gì được đẻ ra tại tại Sài Gòn mà chứ đâu phải đẻ ngoài quê đâu. Ui rồi quay vậy phải. Một tiếng trong nhà nha, một tiếng trong nhà.
hay. Muốn nói chuyện được với mình á, phải có cách này thôi anh em ạ, à, không còn cách nào nữa đâu. Muốn nói chuyện mình á, thì vô đi, vô Discord đi. Còn thành phần nào mà chặt trẻ trâu á, mình sẽ ban hết, mình ban hết nhá. À, lại xem cái gì rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, một tên trong nhà mà không đập đập lại được ha. Ông ngô hằng này nè. Rất là không bắn được build team nha, mà cứ lúc nào cũng bảo là hả gánh mình. Gánh mình anh em ạ. À. Gáy. Gáy cho lắm vô, chết. Gánh không được người khác ấy, mình có gáy. Nha. Hết trận này chị up livestream ở Tài Nguyễn ơi, ngày mai được không em? Em vào được cái link Discord chị mới gửi á. Em chào, em vào cái link Discord chị gửi đi. Khi nào chị livestream là chị có thông báo ở trên kênh, ở trên Discord và cả fanpage, cơ shop và Facebook nha. Vô đi Discord đi để có gì phôi. Đổ team em vô cũng được. Còn bạn nào muốn vào cứ vào và báo tên giùm mình nha. Để mình xét cho cái role, cái chức vụ ấy, cái chức vụ trong room Discord ấy. Không quá cái nồi ra việc mẹ đi tới số tới đây cái nguyên ngập đường tim tay chị nha, hả kéo đợi xíu em ơi, chị sắp ớp rồi nè, chị sắp ớp rồi, sắp đủ giờ rồi anh em ráng giùm mình đi, cùng treo view với mình đi chơi chứ không lẽ anh em bây giờ lo đi ngủ mà không có treo view với mình hả, anh em làm vậy hơi bị buồn á. Nhưng mà anh em nằm buồn ngủ cứ đi ngủ, miễn xem sao treo đi cho mình nữa coi. Miễn là có treo web ở trên app điện thoại hay là máy tính là được rồi nha. App điện thoại cũng được nữa, app điện thoại là càng tốt luôn. Món này 10 giờ đó anh em à. Live từ nãy giờ tới 10 giờ hơn rồi đó. Thầy giáo phèo hết tới thầy giáo ba rồi tới thầy giáo phèo à. Anh em đặt tên bắt cười quá. Hello C Z1. Hello mấy anh em nào mới học kênh nha, cho mình để lại một follow. Thank you so much. Mình sắp gần up rồi cho nên là mình phải để TV. Anh em nào ủng hộ một follow giùm mình nha. Nhấn màu cặp follow phía góc bên phải màn hình như thế này nè anh em. Follow phía góc này giùm mình nha. Hả? Follow giùm mình nha. Chỉ cần anh em nào á chưa follow mình á thì vào follow mình, ủng hộ mình, theo dõi cho mình nha. Thấy kêu. Đó là cái góc cộng là gọi là follow người ủng hộ đấy. Anh em nào ủng hộ mình đó thì follow cho mình nha. Một follow của anh em là hàng sẽ được lọt được vào top á, có một lọt một top hay không là nhờ anh em hết đấy. Còn một top đôi khi phải được thưởng tới 2.700 đô đó anh em ạ. À. Không có đùa đâu. Mình có... Ôi! Nó cả bóp kìa! Rồi ăn này
rồi, chơi ngu rồi. Tự nhiên đặt bom ngay trước mặt mình luôn rồi hả? Chém ra nó vô nhà rồi đấy. Nó vô nhà rồi đấy. Một đứa canh ngay chỗ cái mép phía cầu thang đi. Mình ơi, có chừng mình ơi. Mình man ơi, có chừng mình man ơi. Ủa, anh chưa một tối mà. Này, nó mà không nghe. Nó còn ở dưới mà, nó cũng qua đến giúp mình à. Thôi cho mình ăn nó không, tí là hẻo rồi. Xong chợ đi ngủ nha chị. Ok, Thảo Thảo Giang. Xong chợ đi ngủ. Anh em nào muốn ngủ thì đi ngủ đây, mình sẽ tiếp tục quay livestream cho YouTube. Anh em cứ đi ngủ đi, mình vẫn tiếp tục quay livestream ở YouTube mà. Làm cái nghề này lâm đau là phải theo lao. Lâm đau là phải theo lao rồi thêm. Mình quay livestream YouTube, mình không có chơi game này đâu. Cho nên anh em lên YouTube có hỏi mình cũng sẽ trả lời là No Rock Game Verify. Mình đã làm 2 tiếng hơn ở bên online bằng cái con game này. Anh em không để mình chơi con game khác hả? Làm YouTube á. Ê nó kìa. Làm YouTube mình muốn quay game gì thì mình quay nha. Anh em nào muốn lên kênh YouTube mình không? Cỏ vậy nè. Sắp đủ giờ rồi, nhanh lên. Sắp top 1 rồi kìa. Sắp top 1 được hay không đây? Đón xem. Anh em nào mà có kênh YouTube á, nhớ subscribe kênh ủng hộ giúp mình nha. Để tiện theo dõi hàng livestream game. Ngoài việc play game này á, hoặc là hàng có thể livestream một có một số con game siêu phẩm ở bên ở trên kênh YouTube đó. Anh em nào thích, anh em nào coi thì có được ủng hộ nha. Rồi có thể donate ủng hộ cho mình nữa cả tốt. Để mình có tiền để mình phục vụ cho anh em tốt hơn. Và mình mua đồ gaming gear, mua ghế bàn các kiểu đồ, nâng cấp mạng đồ lên, nó quay livestream tốt hơn. Ôi ôi này, cô hàng này bắn không được lắm, bỏ tội hả? Nhảy nhờ cô vô hơi bị ngu. Bắn cũng được lắm, bỏ tội rồi. Nhảy chỗ đông rồi, thích hổ báo cho cá trồn. Ê, nó tới kìa. Nó tới kìa. Cậu bơm kìa. Nó vô. Ô đi. Ai? Quay đi út. Đó, anh em thấy đà ngô hàng bắn chưa? Lâu lâu hàng tức chê vậy để bạn phá chó lên là được. Có người. Có người. Yes, top 1 à. Hát kèo anh em nha. Ok. Hôm nay chúng ta quay livestream K1 game Verify tới đây thôi. Rất anh em anh em mình bolo á, nono like đã bolo và đã ủng hộ hằng là donate bằng cách là
hộp tỳ xu vào tặng quà cho Hằng nha. Cảm ơn anh em nha, chúc anh em ngủ ngon. Bye bye. Bye 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 anh em nha. Anh em nào muốn coi đổi qua YouTube nha. Bye bye.